Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Quý vị đang nhìn thấy ở trên màn hình là một cái phôi gỗ còn đang rất là trống trơn. Và đây là một cái phôi gỗ hoàng đàn rất là quý hiếm và thuộc loại hoàng đàn dễ điều tuyết của Lạng Sơn. Và một bác khách hàng đã gửi cho chúng tôi và đưa ra một cái đầu bài, đó là các em hãy thiết kế cho anh một cái mẫu làm sao cho nó thật là độc, đẹp, lạ và nó tương xứng với cái giá trị của phôi gỗ này. Thì quý vị đã nhìn thấy một cái mẫu tranh và ngay lập tức chúng tôi đã vẽ ngay lên trên cái phôi gỗ này. Thì đây là một cái mẫu tranh mang tên đó là Trúc Mai Song Hỷ. Và trên mẫu tranh này thì chúng tôi vẽ 5 con chim để tượng trưng cho ngũ phúc, và có vẽ cây trúc để tượng trưng cho quân tử là người đàn ông, và cành mai là tượng trưng cho người phụ nữ có âm có dương. Nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt về kiểu mẫu. Tất nhiên rồi, bác khách chỉ cần comment lại một câu thôi là vậy chốt là mẫu 2 và các em sẽ làm nhé. Thì đó chính là cái ưu điểm của tranh gỗ Bùi Gia, luôn luôn muốn đem lại một cái sự khác biệt cho khách hàng. Và trong quá trình đục những phôi gỗ hoàng đàn được tuyển chọn và sau đó là chế tác thì nó tạo ra rất nhiều những cái hương thơm và nó sẽ tạo ra cái giá trị rất là lâu. Chúng ta nhìn thấy đó là cái phôi gỗ này nó rất già và nó rất là đượm dầu. Bằng chứng có thể kể đến đó là những cái vần đen, những cái vệt đen ở trên gỗ này, chứng tỏ là cái gỗ nó rất là già. Và đặc biệt là nếu như quý vị đã được ngửi thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái hương thơm của loại gỗ này, nó không có cái loại nào có thể giống được, và nó được ví giống như là cái cục sâm của Việt Nam vậy. Và trên từng thớ gỗ thì chúng tôi đều nâng niu, đều cố gắng làm để giữ lại được nhiều gỗ nhất, bởi vì cái gỗ này rất giá trị. Và quý vị cũng biết là những cái phôi mà đục ra rơi rớt như này là có những nơi người ta còn thu gom lại để người ta bán những cái phôi này, và thậm chí người ta bán những cái phôi nhỏ nhỏ này là cũng rơi vào khoảng độ tầm 150.000-200.000 một lạng ấy. Thì quý vị sẽ thấy được là cái phôi gỗ nó rất giá trị, cho nên là ở đây chúng tôi sẽ có những chi tiết thì đục kênh bong, nhưng có những chi tiết thì chúng tôi chỉ đục hớt thôi để giữ lại cái phần gỗ mà nó rất giá trị cho các khách hàng. Và đây là mặt đằng sau khi chúng ta xem cái tác phẩm Trúc Mai Song Hỷ này. Thì mặt đằng sau quý vị nhìn thấy là chúng tôi làm rất là chi tiết, nó là một cái cành mai ôm đằng sau, và đằng trước thì chúng tôi có móc một vài góc của cái cành trúc để thể hiện cái tay nghề đó. Có hai tiêu chí đặt ra là vừa phải đục đẹp kênh bong nhưng vừa phải giữ lại được nhiều phần gỗ để đảm bảo cái giá trị lâu dài của cái tác phẩm. Và sau khi mà đục phần thô cũng như là đục ra những cái hình như này thì đây là một cái khâu mà chúng tôi đang đánh giấy ráp. Thì quý vị đã nhìn thấy là đã có những cái đường nét đã được tạo ra, một con chim con đang chuẩn bị ăn mồi, một con chim mẹ đang bấm mồi, một con chim bố đang đứng nhìn, và hai con chim ở bên cạnh thể hiện cái sự hạnh phúc ấm no. Điều này mang lại một cái sự ấm áp trên cái tác phẩm. Cái cội mai được chúng tôi làm nó rất là già, một phần là thể hiện cái tay nghề và một phần là để thể hiện cái góc nhìn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Đó là cái ngụ ý của tác phẩm. Và sau khi làm xong thì tác phẩm được đặt vào trong tủ kính, một phần là để tôn vinh cái tác phẩm và một phần là để giữ được cái phần tinh dầu của cái gỗ hoàng đàn này. Nếu như cái gỗ này mà để ở ngoài trời hanh như những hôm nay thì chắc chắn gỗ nó sẽ bị nứt và cái lượng tinh dầu này nó sẽ không còn nữa. Vậy nên là những cái gỗ thơm như này thì mọi người sẽ phải để vào trong một cái hộp tủ kính thì cái bảo quản nó sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ nhìn thấy chi tiết của cái tác phẩm, thì từng cái đốt của cây trúc, rồi từng cái bông hoa mai, từng cái vảy của con chim đều được chúng tôi chế tác rất là tỉ mỉ, bởi vì bác khách hàng này thì không tiếc tiền. Bác chỉ yêu cầu chúng tôi là hãy làm thật là hết tay để cho anh có được một cái tác phẩm thật là đẹp. Các cái đường nét của cái lông con chim cũng đều được chúng tôi tỉa rất là tỉ mỉ và kỹ càng. Đặc biệt là những cái ánh mắt của những con chim nó nhìn vào nhau, nó có một cái thần thái, nó mang một cái hồn, nó không bị vô hồn ở trong cái ánh mắt nhìn. Và đặc biệt là những cái chuyển động ở trên cơ thể của con chim, nó khiến cho một bức tranh nó có cái sự sinh động, nó không bị thẳng, nó không bị cứng và nó không bị đơ. Rồi nhất là con chim mẹ đang bớm cho con chim con ăn đây cũng vậy. Từ trong cái tổ có một con chim con đang há mồm để chờ được mẹ mớm mồi. Cái hình ảnh này là một trong những cái hình ảnh mà bác khách vô cùng cảm thấy xúc động và cảm thấy rất là hay.
vừa kênh bong ở bên cạnh đây, nhưng mà lại cũng vừa thể hiện một cái sự sinh động trong tự nhiên. Rồi ở bên dưới nền đây là chúng tôi vẫn cố gắng tạo ra một cái đường đường viền để nó phản ánh thành một cái gậy như ý. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là gậy như ý chính là một trong những cái bảo khí, hay nó là một trong những cái vật để tượng trưng cho cái sự quyền lực, sức sống, giờ sự bình an và cái sự thăng tiến trong sự nghiệp. Thì đó là những cái mà bác khách hàng rất là tâm lý. Ở hai đầu thì chúng tôi làm hai cái xoáy theo cái mô típ của gậy như ý. Và ở đây là chúng ta cũng nhìn thấy những cái đốt tre cũng rất là già, đốt trúc rất là già để đối xứng với cái gốc mai già bên kia. Ngụ ý là ở đây là một cái cặp sống rất là hạnh phúc đến đầu bạc răng long như ban đầu chúng tôi đã nói. Để thể hiện được cái tác phẩm này thì chúng tôi đã mất gần một tháng để thể hiện lên. Và đây là thành quả của chúng tôi và cũng là cái thành quả mà bác khách đang thụ hưởng. Và hôm nay có được một cái phôi gỗ rất là đẹp, một cái mẫu mà chúng tôi cũng vô cùng là tâm huyết xin giới thiệu tới quý vị. Và luôn cảm ơn, trân trọng quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ tranh gỗ Bùi Gia. Xin gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.